Trong ngày đầu tiên đưa vào khai thác, đã có 4 chuyến tàu cao tốc tuyến Vân Đồn - Cô Tô đưa đón 200 hành khách qua cảng quốc tế Ao Tiên. Những du khách đầu tiên cập bến cảng Ao Tiên là hành khách cũng là chuyến tàu đầu tiên ở Cô Tô vào. Cảnh quan ở đây rất là đẹp anh ạ. Vì quanh cảng ở cảng mới mình rất là an toàn. Tôi thấy cảng này là rất đẹp anh ạ. Vì là tiện nghi đầy đủ. Tôi cảm tưởng như kiểu vào một siêu thị ấy. Vâng, thế là tôi cảm rất hài lòng. Hai vợ chồng tôi thì sống ở châu Âu 40 năm rồi. Hôm nay là cảng Ao Tiên là khai trương, chúng tôi về đây tham dự và muốn tìm một cái cơ hội là đầu tư ở đây. Vì ở đây vẫn còn nhiều tiềm năng rất là lớn. Đi nước ngoài nhiều nhưng mà cũng ít có những cái bến cảng nào đẹp hơn đâu. Theo đơn vị quản lý cảng, hiện đã có 15 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh vận chuyển hành khách tại cảng với tổng số hơn 50 phương tiện đi các xã đảo Vân Đồn và Cô Tô. Các hoạt động đón tiếp, bán vé, tổ chức neo đậu đón khách, phân làn giao thông được triển khai bài bản, khoa học. Khu vực làm việc của các cơ quan chức năng như biên phòng, công an, cảng vụ đường thủy nội địa, ban quản lý cảng cũng đã được sắp xếp và vận hành ngay trong ngày đầu tiên khai thác. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ hành khách giải quyết công việc nhanh nhất, sớm nhất. 2023 này thì lượng khách ra Cô Tô và các tuyến đảo có sẽ tăng gấp 2, gấp 3 lần như năm trước. Thì tôi thấy cảng này là đáp ứng được với số lượng lớn của hành khách đi trong năm tới này thì nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu. Thứ nhất là về an toàn, thứ hai là về cái địa dư nó rất là rộng. Thì là hành khách có thể có chỗ quay là nghỉ chân rồi quay dừng chân rồi là trong cảng là cái không gian nó rất là đẹp. Trong giai đoạn đầu khai thác, đơn vị quản lý cảng sẽ miễn phí qua cảng trong vòng 1 năm đối với nhân dân 5 xã đảo thuộc huyện Vân Đồn và huyện Cô Tô. Đối với các loại phí dịch vụ của tàu hoạt động tại cảng sẽ miễn phí hoàn toàn trong tháng đầu khai thác và giảm 50% trong 2 tháng tiếp theo. Sau đó sẽ tiến hành thu bằng với mức giá của cảng Cái Rồng trước đó. Toàn bộ số tàu khách lớn ở trên cảng đã ký hợp đồng với chúng tôi và đồng tình về cái cảng mới. Bến cảng mới này thì nó đầu tư bài bản, nó có diện mạo tốt hơn thì các cái du khách người ta sẽ hài lòng hơn. Đặc biệt hôm nay tất cả các khách đi chuyến đầu tiên ra Cô Tô thì xem không khí thần sắc của mọi người rất là vui vẻ và rất là đồng tình cao. Qua đấy thì tôi nghĩ rằng là trong tương lai khách mùa hè này thì tất cả các tàu phục vụ cho các tuyến đảo thì tôi nghĩ là nó sẽ được bài bản hơn, tốt hơn và đáp ứng được cái mong mỏi của các khách người ta về đây với vùng vịnh Bái Tử Long này thì người ta sẽ rất là vui vẻ. Cảng quốc tế Ao Tiên có quy mô gần 30 hectare, tổng vốn đầu tư hơn 610 tỷ đồng bằng nguồn vốn tư nhân. Trong đó, hai cầu tàu rộng 20 mét, dài 150 mét, có thể tiếp nhận cỡ tàu lên đến 300 ghế. Khu ao tàu có thể tiếp nhận đồng thời 150 tàu du lịch neo đậu. Khu vực ga hành khách hiện đại với công suất thiết kế hiện tại 2,6 triệu lượt khách một năm. Bến cảng được đưa vào hoạt động không chỉ hiện thực hóa chủ trương mang tính đột phá về huy động nguồn lực xã hội, hoàn thiện đồng bộ kết nối hạ tầng giao thông hiện đại của tỉnh, mà còn tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển khu kinh tế Vân Đồn, trở thành khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực, du lịch biển đảo cao cấp, dịch vụ tổng hợp theo đúng định hướng của tỉnh.